Arahato Sammasambuddhassa Itibhiso Bhagava Arahang Sammasambuddho Vicha Charana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisadammasarathi Sattha Deva Manusanang Buddho Bhagavati Swakato Bhavagata Nammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Ô bà này di cô bát chát tăng về đi tạ bù quỳnh nhu hi ti su bát ti bàn nô bhagavato sa quá ca sang cô u chu bát ti bàn nô bhagavato sa quá ca sang cô nhà gia bát ti bàn nô bhagavato sa quá ca sang cô sa Sa-pa-ga-wa-to sa-wa-ka-sang-ko hu-nay-yo ba-hu-nay-yo dak-ki-nay-yo an-cha-li-ka-ra-ni-yo anut-ta-rang-pun-nya-khet-tang-lo-ka-sa-ti Vanda-mi-che-ti-yang-sa-pan sa-pa-ne-su-pa-ti-ti-tang sa-ri-ri-ka-tha-tu-ma-ha-bo-thin-buddha-ru-bang-sa-ka-lang-sa-da Vanda mi che ti yang sa pan sa patha ne su pati iti tang sa ri ri ka tha tu ma bo thin buddha ru bang sa ka lang sa da Vanda mi che ti yang sa pan sa patha ne su pati iti tang sa ri ri ka tha tu ma bo thin buddha ru bang sa ka lang sa da Dạ, mô Phật, thưa Đạo Tràng, sư đã lễ bái ba ngôi tam bảo tóm tắt xong, bây giờ mời nguyên như thọ tam nguyên ngũ giới nha. Hôm nay mình làm ngắn gọn để Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, nguyên như con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay thầy kinh sẽ bắt đầu dạy khoảng lúc 9:10, thành ra chúng ta sẽ xin giới một cách tóm tắt. U ca sa ma yang phần tê quy sùng rạc kha năn thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma du ti yam pi ma yang phan tê quy sùng rạc kha năn thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma ta ti yam pi ma yang phan tê quy sùng rạc kha năn thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Duti chambi Buddhang saranang gacchami Duti chambi Dhammang saranang gacchami Duti chambi Sanghang saranang gacchami Tati chambi Buddhang saranang gacchami Tati chambi Dhammang saranang gacchami Tati chambi Sanghang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Duti yampi Buddhang saranang gacchami Duti yampi Dhammang saranang gacchami Duti yampi Sanghang saranang gacchami Tati yampi Buddhang saranang gacchami Tati yampi Dhammang saranang gacchami Tati yampi Sanghang saranang gacchami
Ti sarana gahanang paripunang bana tibata veramane sika padang samadhiyami adinadana veramane sika padang samadhiyami kame sumicchacara veramane sika padang samadhiyami musawada veramane sika padang samadhiyami Sura meraya macapamaratana veramani sika padang samadhiyami. Banati bata veramani sika padang samadhiyami. Adinnadana veramani sika padang samadhiyami. Kame sumicchacara Veramani sikha padang samadhiyami musawada Veramani sikha padang samadhiyami surameraya macchappamadatthana Veramani sikha padang samadhiyami Imani panca sika padani sadu kangka toa apa madena nicca kalang samaraki tapang silena sugatin janti silena poga sampada silena nibutin janti tasma silang wisota ye. Sà thụ, sà thụ, sà thụ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng để đọc sám hối Phật Pháp Tăng ạ. Uttamange na vande hăng ba đà băng sung và ru ta măng bùa thê vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng Uttamange na vande hăng tham man cha du vi thắng và răng tham mê vô kha lý tô đô so tham mô kha ma tu tăng ma măng u ta măng ghê na văn đê hăng sang khăn cha du vi thố ta măng sang khê vô kha lý tô đô so sang khô kha ma tu tăng ma măng Dạ con xin kính thỉnh sư thanh tâm để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. Bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddha nubhavena sada sotthi bhavantu te Bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma nubhavena sada sotthi bhavantu te Bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sangha nubhavena sada sotthi bhavantu te Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, hôm nay thì Kinh có báo với Nguyên Như là chúng ta sẽ bắt đầu học lúc khoảng 9 giờ 10. Chắc thầy cũng sắp vào rồi. Nguyên Như thấy đọc Kinh lệ như vậy, chắc thầy không nghĩ là mình xong rồi đó cả nhà. Thầy cũng sẽ vô trong 1-2 phút đây thôi. Xin cả nhà hoan hỷ mình chờ một chút. Dạ, trong thời gian chờ đợi con xin kính dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, cảm ơn Nguyên Như. Trong thời gian,
Trong khi chờ đợi thì sẽ đọc cho quý vị nghe bài kinh Hạnh Phúc Kinh, 38 điều hạnh phúc. Chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Xin Ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng giải như vậy, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân thật là phúc lành cao thượng. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Đức cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Dạ, Bồ Phật kính chào Thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. Sư gửi mic lại cho Nguyên Như. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Hà thay mặt Đạo Tràng để thỉnh Pháp Sư ạ. Xin mời chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Tri Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, con kính mời Đạo Tràng cùng con thỉnh Pháp Sư. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bu Ta Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Arahato Sama Sambuddha Sadamo Tassavagavato Arahato Sama Sambuddha Dhammadasanaya Chagatha Brahma-cha-loka-thi-pati-saham-pati-ka-tan-cha-li-an-thi-varang-aya-chattha-santi-thap-sattha-parachat-cha-ka-ti-ka-de-se-tu-tham-mang-anu-kam-vi-mang-bacchang-sat-tham-ma-fe-vin-vinayan-cha-ka-yang-su- tình cha bệnh thầm a phi thầm ma chầm mong a cô ta dành tổ cha tu sa cha đành đằng bắc bồ tha này về ba vi sa ya mắt chê phạm thiên ngậm ngùi vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc giả ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính diệu pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những đều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con kính mời sư mời thầy kinh đăng đàn giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin cho mic mời cho thầy. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Bảo Sanh Khai Giá.
Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Râm Rôm. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, rõ không? Dạ, ok. Sau hai tuần nghỉ xả hơi, không biết chắc quý vị quên hết trơn. Chắc quên bài hết. Rồi, kỳ này vẫn tiếp tục ha. Tiếp tục bằng bài về cảnh. Rồi, chúc đọc Pali xong rồi mời quý vị lên đọc cái phần của cái tuần mà học cuối cùng để chúng ta học tiếp tục. Trước khi vào buổi học cùng nhau đặt lễ tam bảo tóm tắt. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavang tang abhivadayami svakato bhagavata dhammo dhammang namassami Sipatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami Sammasambuddhammatulang sacchadhammakanuttamang apivadiyappasissang apitammattasanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha nhé. Nam Mô Tham Mạc. Dạ, quý vị, bây giờ chương trình chúng ta không biết sao bây giờ không thấy cái cô thư ký, cô vô post bài. Quý vị có cái bài thì từng đó học ở Bali gì đó không? Có ai còn giữ đó không? Thì post lên, mời quý vị lên đọc. Không. Bài gì đó, không ai giờ lưu lại à. Bài cảnh, không ai mà. À, thấy vô tới được kìa, thấy cô Châu Nguyễn vô tới được kìa. À, chờ chút xíu nha, chờ nhân vật quan trọng, nhân vật quan trọng bước vào room. À. Rồi, ok, vô tới rồi. Một cô thư ký đại tài của chúng ta bước vào room. À, mời quý vị hoan nghênh chào đón nữ thư ký Châu Nguyễn. Đại thư ký thời đại. Rồi, biết chuẩn bị chưa? Châu Nguyễn chuẩn bị post bài chưa? Hết hồn, bây giờ hết hồn, nãy giờ ai cũng ngồi đây chờ chờ một nhân vật quan trọng của room bước vào, nhưng mà nhân vật nó không bước vô thì room này không hoạt động được luôn. Phải không quý vị? Tặng bông cho cô thư ký đại tài, mỗi người cành bông cho cô quan hỷ, mỗi có một siêng năng, có vẽ, xe đồ cho mình học. Chứ gọi không thèm học, không thèm vẽ nữa mà mệt. Rồi, ok, chương trình chúng ta bắt đầu ha. Rồi mời cho Nguyễn post bài cho tất cả quý vị cùng nhau quan hỷ lên đọc nha. Dạ, tạm biệt. Nam Mô Bụt Tha Giá, và con xin kính thỉnh Sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu cho chúng con nối đuôi theo ạ. À. Con xin kính dâng bích lại cho Sư Thanh Tâm ạ. À. Dạ, Mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Thầy Kinh, chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Tôi xin đọc bài trước ạ. Alambana Sangaho, thoát yếu về đối tượng cảnh, đoạn 3, Dora Vimutta Nhanja Bana Bati Santi Bawaga Tutti Sankhanang Cha Pitham Vijatha Sambhavang Ye bu ye na pa wan ta re
cha đoà ra ra hi tăng bát chúc ban năng a tỳ tăng ban nhất tít u tăng và cầm măng cầm măng ni tị cầm mã cầm măng mít tăng a gã tí ni mít ta sam mã tăng a lăng bá năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi các căn môn nào như tục sinh, hồ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu quỳnh nhà nà đi ní dạ thà ca măng rù bà đi ê kê ca lâm bà nà nê quá ma nô thà tu tí khăn bàn ná rù bà tí bàn chá đi bàn chá lâm bà năng sê sa ní kama wa charana vipakani asana cittan jati sa sappa thapi kama ja kama wa chara lam pana vena. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay tình, sắc hay thinh hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại là tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Sư nghĩ sư đọc xong rồi, mời quý vị kế tiếp nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Gaya, con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ thầy Kinh, con kính chào đạo tràng và con xin đọc bài. Alambana Sangaho, tốt yếu về đối tượng cảnh, đoạn 3. Dwara Vimutta Nang Chapana Pati Sangti Pavanga Kutti Sangkhata Nang Chapit Tham Piya tha sam pa wan ye put ye na pa wan ta re cha doa ra ga hi tang pa chup pan nang a ti tang pa nhat ti pu tang wa khang mang khang ma ni mit tang ga ti ni mit ta sam ma tang a lam ba nang ho ti. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sinh. Tề số chắc cú huỳnh nhà nà đi ni yak yak tha ca măng ru ba di e kê ca lâm ba na nê wa ma nô ta tu ti khang ba na ru ba di pan cha lâm ba năng se sa ni ca ma wa cha ra vi ba ca ni ha sa na chit tăng cha ti sap ba ta sapatha pi kama vajra lambana neva. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân,
Tùy trường hợp có một đối tượng tương ưng duy nhất như sắc hay thinh hay hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung Phú Spa. Dạ, con xin mic. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Ta Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. À làm ba na sằng ga hồ, toát yếu về đối tượng cảnh, đoạn 3. Đoà ra huy mốt tà nành cha ba na ba tí sằng thi phá quăng, ga chú tí sằng khà tà nàng chấp bi thầm bi bi thà sầm phá hoàng về phì về na phá hoàng ta rề cha đoà ra ga hi tăng bách chúc bàn nàng a tì tăng bành nhất ti phù tăng hòa cầm măng cầm mani mít tăng ga ti ni mít ta sầm ma tăng a làm ba nàng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu quyền nhà na di ni ya thắc ca măng ru ba di e kê ca lâm ba na nê quá ma nô tha tu tít cầm ba na ru ba di bành cha lâm ba năng sê sa ni ca ma wa cha ra huy ba ca ni ha sa na chít tành cha ti sắp ba tha bi ca ma wa cha ra lâm ba na nê quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương, nhưng ba thành phần tâm, ý giới có năm đối tượng như hình sắc, vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, con cảm ơn Thầy Kinh. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Kính xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thú chị Nhung. Dạ, con xin đọc bài ạ. À lầm bá ná sằng gá hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 3. Đoà rá quý mút tà nành chá bá ná bá tí sằng thí phá hoàng gá chú tí sằng khà tà nành chấp bí thầm bí giá thà sầm phá hoàng về phùy về ná phá hoàng tá rề. Chá đoà ra gá hái tằng tách chúc tằng nằng á tì tằng bành nhất tí phù tằng hòa cầm măng cầm má ní mít tằng gá tí ní mít tá sầm má tằng à lầm bá nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn, các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề xú chắc khú huỳnh nhà nà đi ní giá thắt cá mằng rù bà đi ê kề cà lầm bá nà nề quá má nồ thà tút tí cằn bá ná rù bà đi bành trà lầm bá nằng xề xà ní cá mà quá chá rá quý bà cà ní há xá ná chích tần trà tí sắp bá thà bí cà mà quá chá rà lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất
như sắc hay thinh, hương, vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Và con đã đọc xong, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Thầy, dạ và con kính đảnh lễ sư thanh tâm, con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Cháu khỏi cần post ha, roll up lên là được rồi, cho nghỉ xa hơi. À làm ba nà sằng ca hồ toát yếu về đối tượng cảnh đoạn ba. Đò ra quýt mút tà nằm cha ba na ba ti sằng thích pha hoành gác chút. Sàn cha ta năng chấp đi ya thà sầm pha hoành về phù về na qua về na pha hoành ta rề cha đoà ra gát ti tầng bất chút bành năng á ti tầng gát ti ni mít ta sầm ma tầng a làm ba năng hồ tí. Đối tượng các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp và tử. Bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng ở trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua các sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó như đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của một trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu quỳnh nhà na đi ni ya thát ca măng rù bà đi ê kê ca lâm ba na nê quá. Ma nô tha tu ti càng ba na rù bà đít bành ca lâm ba năng xê xà ni ca ma quá cha ra quý bà ca ni ha sa na chít tành cha ti sắp ba tha bi. Cà mà quá cha ra lầm ba na nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức tùy trường hợp có những đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Và con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào thầy kinh cùng cả lớp. Và con xin đọc bài hôm nay. À lầm bá ná sằng gá hồ toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 3. Đoà ra vi mút tà nành cha bá ná Bati san thi pha hoàn ga chút tí san kha ta năng chấp bi thằng bi gia thà sầm pha hoàn về phi về na pha hoàn ta rề chát đoà ra gát thi tăng bắt chút bành năng á tì tăng bành nhát tí phù tăng hòa cầm măng cầm mani mít tăng gát tí ni mít tasap ma matang a lam ba nang ho ti. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó như là đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu huynh nhà nà đi ni giá thá cầm măng rù bà đi ê kê ca lâm bá ná bá nà nê quá. Má nô thà tu tít càng bá ná rù bà đi bành chà lâm bá năng xê xà ni ca ma wa cha ra vi ba ca ni ha sa na chit tan cha ti sap ba tha bi ca ma wa cha ra lam ba na ne wa.
Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm, ý giới, có năm đối tượng như hình, sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sinh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ Thầy Sư Thanh Tâm, Chư Tôn Đức Thầy, quý bà cô tu nữ cùng lãnh đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ. À lâm ba na sang ca hồ tóc yếu về đối tượng cảnh đồng ba. Đo ra vi bút ta năng cha ba na bát tí sàn tí bá văn gã chú tí sàn khà ta năng chắp bí thầm bí giá thà sàm phá văn dê phì dê na phá văn ta rê chát. Đo ra gã hí tăng bá chắp bàn năng át tí tăng. Bàn nhát tí phù tăng vá cầm măng cầm má ni mít tăng gá tí đi mít ta sàm má tăng à lâm ba năng hồ tí. Đối với các loài tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sổ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tư cách trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề sứ chắc khu vinh nhà nà đi ní giá thắc cạ mạng rù bà đi ê kê cà lâm bà nà nê bà mơ nụ thà trút chí càng bà nà rù bà đi bàn chá lâm bà nàng sê xà ní cạ mà bà chá đá vít bà cà ní hà sá nà chít tàn chà chí sáp bà thà bí cà mà bà chá rà lâm bà nà nê bà. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiểu sinh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con xin nhìn mít lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào thầy Kinh, con xin đọc bài. Atlambanasagaho tóc yếu về đối tượng cảnh đoạn ba. Dora vimutta vimutta nhân cha pana patisati pakwa pakwa ga kuti sankata nhâm chấp Chapi tham phi yatha sampa vam ye pu ye na phat vam ta re chat doa rat ga hi tham pat chup pat nam ti ati nam panya thi pu tham wa khap man nimit tham gati nimit ta tassa mitta sam tham Alambanam hồn tị. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Thế sư chắc khum quỳnh nhà na đi ni ya tha cấp măng rupa đi e kê khat lam pan na nệ quá man no tha tu ti tham pan na rupa đi pan cha lam pa năng se sa ni khat wa khat ma
cha ti sắp bát tha pi ca ma quá chát ra lâm pan na nếu quá trong những loại tâm này nhãn thức vân vân tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại là tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ thưa con xin. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamma, Nam mô Sangkhaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào thầy kinh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhung, cảm ơn Sức Minh Như đã cho con biết tín hiệu ạ. À làm Panasangaho tác yếu về đối tượng cảnh đoạn 3. Đoà ra quý mút tà nằn cha pa na pa tí sàn thi pha hoàn gá chú tí sàn khà tà nằn cha pi thàm bí giá thà sàm pha hoàn dề phùy dề na pha hoàn ta rề cha đoà ra gá hi tàng bác chú bàn nằn á tì tàng bàn nháp tí phù tàng hoà cầm màng cầm ma ni mít tàng gá tí ni mít ta sàm mát tàng à làm pa nằn hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ, rất cảm ơn đạo hữu tri túc đã post dùm ạ. Tề su chắc khu huỳnh nhà nà đi ni gia thắc ca măng rù bà đi ê kê ca làm bá nà nề quá ma nô thà tút tí càng bá nà rù bà đi bàn trà làm bá năng xê xà ni ca mà quá chá ra quý bà ca ni sa há sa ná chít tàn trà tí sắp ba thà bí cà mà quá cha ra làm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm, ý giới, có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuất con kính dân mít lại cho đạo tràng ạ. À. Dạ con Như Quỳnh, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm cùng tất cả chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào thầy cùng toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài ạ.
Arambanasangaho, các yếu về đối tượng cảnh đoạn 3. Đoà ra quy mô tà nành cha pa na pa ti sang thi pha quăng ra chú ti sang khà tà nàng cha bi thầm pi gia thà sam pha quăng dê phi dê. Đa sau đoà ra cha cha đà ra gá hi tăng. Ui, sao nó cứ bị che hoài. À, dạ con xin ngọc đại á, tại mới nãy cái cô con nó bị giăng ra ngoài, mọi người có nghe con đọc không ạ? Dạ rồi, cảm ơn. Dạ con cảm ơn đạo tràng. A lam bá na sang gá hô toa yêu về đối tượng cảnh đoạn 3. Đoa đa quy mu ta nan cha pa na pa ti sang thi pha quang các chu ti sang kha ta nàng chấp bi thầm bi gia tha sam pha quăng về phi về ná pha quăng ta rề cha đoà ra gia hi tăng phát chúc phằng nàng a ti tăng phằng nhá ti phù tăng hòa cầm mang cầm má ni mít tăng gá ti mít tá sam má tăng à làm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu huynh nhà nà đi đi gia tha ca măng ru pa đi e kê ca lâm bá nà nè quá má nô thà tu ti căng bá nà ru pa đi phân cha lâm bá năng xê xà đi ca mà quá cha ra quy pa ca ni ha sa na chi tăng cha ti sắp ba tha pi ca ma quá cha ra lâm ba na nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ con đã đọc xong, có gì sai con xin đại sư lại giùm cho con ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Xa thứ. Hôm nay quý vị đọc rất là tuyệt vời ha, ai đọc cũng rất là hay. Alo, có nghe rõ mà, alo. Ok. Rồi, để trước khi vào buổi học tiếp tục mời gì đó, mời cô Nguyên Như lên đọc cái phần mấy tuần trước nghỉ đó, đọc sơ lại cái để chúng ta có cái sự nói tiếp luôn. Và xin mời. Dạ thưa thầy, mới đó mà đã 3 tuần rồi, lẹ quá thầy. Dạ con xin đọc bài. Bài này là chúng ta học hồi 2 tây tháng 10 năm 2020. Dạ số 15 là cảnh quá khứ. Atita Rammana. Chi pháp là tâm, tâm sở, sắc đã diệt, đã mất. Biết nhất định thì gồm có 6 tâm. Biết được cảnh quá khứ, 3 thức vô biên xứ và 3 phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Biết không nhất định có 43 tâm, 41 tâm dục giới, trừ ngũ song thức, trừ 3 ý giới, và cộng với 2 tâm thông.
biết cảnh quá khứ nhưng không có nhất định vì nó không những biết quá khứ mà còn biết cảnh hiện tại và vị lai. Tổng cộng có 49 tâm biết cảnh quá khứ, biết nhất định gồm có 6 tâm, biết nhất định thì có 43 tâm. Trong lộ phản kháng đạo quả siêu thế và Niết Bàn, tuy do nhớ lại cảnh Niết Bàn đã tác chứng, nhưng cảnh Niết Bàn này không gọi là cảnh quá khứ vì không sanh không diệt. Niết Bàn là pháp vượt khỏi thời gian. Hai tâm thông ở đây. Chủ yếu là túc mạng thông. Mười sáu cảnh hiện tại. Bát chúp panya rammana chi pháp là tâm, tâm sở, sắc đang có, đang hiện bài. Biết nhất định có 13 tâm, gồm ngũ song thức là 5 đôi thức, cộng với 3 ý giới. Cảnh sắc sanh. Dạ biết không nhất định thì có 43 tâm, gồm 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức trừ 3 ý giới, cộng với 2 tâm thông. 41 tâm dục giới biết cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Hai tâm thông chủ yếu là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, biết cả ba thời. Tổng kết có 56 tâm, 13 tâm biết cảnh hiện tại nhất định, 43 tâm biết cảnh hiện tại bất định. 17 cảnh vị lai. Anagata Dhammana chi pháp, tâm, tâm sở, sắc sẽ sanh, biết nhất định không có, biết không có 43 tâm, 41 tâm dục giới và 2 tâm thông. 41 tâm dục giới biết cảnh vị lai, 2 tâm thông biết về tương lai sẽ xảy ra như thế nào. Tổng cộng có 43 tâm, biết nhất định không có, biết không nhất định thì có 43 tâm. Dạ con đã đọc xong bài vừa rồi, dạ con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Chào thứ. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào tất cả quý vị, kính lễ sư Nguyên Tông mới vào room. Rồi, hai Nguyên Trang. Rồi, chúng ta đã học về cảnh ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Bây giờ chúng ta đi qua phần nhóm F, từ 18 đến 21. Từ 18 đến 21, tức là nhóm cuối cùng ha, cuối cùng của phần cảnh. Cảnh 21 ha, thì chúng ta học tới nhóm F từ 18 đến 21. Rồi số 18 là cảnh ngoại thời. Cảnh ngoại thời. Là cảnh ngoại thời, tức là Kalawimutta Rammana. Kalawimutta Rammana là cảnh ngoại thời, tức là cảnh này nó ngoài thời gian, nó không có dính dáng liên hệ gì đến quá khứ, hiện tại, vị lai, nó ngoài thời gian, được gọi là cảnh ngoại thời. Rồi, chi pháp, hai chấm, Niết Bàn và chế định. Niết Bàn và chế định. Rồi, ở đây chi pháp cho chúng ta biết là có hai loại là Niết Bàn và chế định. Niết Bàn thì không có tùy thuộc vào thời gian, Niết Bàn là không sanh không diệt, và Niết Bàn là một trạng thái coi như là vô sanh bất diệt, nó không có nằm trong thuộc quá khứ, nó cũng không thuộc hiện tại và nó cũng không thuộc vị lai. Niết Bàn là một cái tịch tịnh gọi là vô sanh bất diệt, và chế định cũng vậy. Chế định nó cũng là do mình đặt thôi chứ nó không có phải là thực tính pháp, nó không phải là pháp có thật. Cho nên nó cũng là không sanh không diệt luôn. Thì như vậy cảnh ngoại thời, tức là ngoài ba cái thời quá khứ hiện tại vị lai ra, thì chúng ta có được hai cái cảnh, là cảnh Niết Bàn và cảnh chế định. Bởi vì lý do nó là không sanh không diệt thì được gọi là cảnh ngoại thời. Quý vị nắm được không ạ? Alo, nắm được cái ý nghĩa của cảnh ngoại thời chưa?
Không được là mình đi vô chỉ pháp ha. Không được ha. Ok. Rồi. Còn là học học viên là giỏi không, nói sơ cái nói lại ha. Superman không. Rồi giờ chỉ pháp nghe mà mình có rồi ha, bây giờ mình nói là biết nhất định. Bây giờ biết cái cảnh ngoài thời này nhất định thì biết nhất định có 61 tâm. Biết nhất định có 61 tâm. Mười lăm tâm sắc giới. Ba không vô biên xứ. Ba vô sở hữu xứ. Bốn mươi sự thế. Rồi, như vậy biết cảnh ngoại thời là biết một cách nhất định, tức là biết chắc chắn nhất định, biết cảnh đó thì nó có được 61 loại tâm. Cho chúng ta xác định là những cái loại tâm này nó biết duy nhất là nó biết những cái cảnh ngoại thời này là 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới là 5 thiện sắc giới, 5 quả sắc giới và 5 di tác sắc giới. Thì chúng ta có 15 tâm sắc giới. Thì 15 tâm sắc giới này tại sao được gọi là biết cảnh ngoại thời nhất định? Bởi vì 15 tâm sắc giới này đối tượng của nó là chế định. Đối tượng của nó là chế định pháp. Cho nên nó là thuộc ngoại thời. Thì như vậy 15 tâm sắc giới này biết cảnh ngoại thời là biết chế định pháp, là biết ngoại thời một cách nhất định. Ngoài ra nó không biết gì khác, ngoài này nó chỉ biết duy nhất cảnh chế định thôi. Thì như vậy là 15 tâm sắc giới biết chế định một cách nhất định. Rồi ba không vô biên thì cũng vậy, ba không vô biên như là ba vô sở hữu xứ, mình đã biết là nó cũng lấy cái chế định làm đối tượng. Cho nên ba không vô biên và ba vô sở hữu xứ này cũng bắt chế định làm đối tượng, thuộc về cảnh ngoại thời. Và 40 tâm sự thế bắt niết bàn làm đối tượng. 40 tâm sự thế này chỉ có đối tượng duy nhất là niết bàn, cho nên thuộc về ngoại thời luôn. Thì như vậy 15 tâm sắc giới, ba không vô biên và ba vô sở hữu xứ là lấy chế định làm đối tượng, thì chế định chúng ta được biết chi pháp là thuộc về cảnh ngoại thời, tức là chế định là không sanh không diệt, thuộc về cảnh ngoại thời. Và 40 tâm sự thế bắt duy nhất cảnh niết bàn là cũng thuộc về vô sanh bất diệt luôn. Thì như vậy cảnh ngoại thời mà biết nhất định chúng ta có được 61 tâm như đã trình bày. Rồi, đó là cái ý nghĩa như vậy ha. Quý vị nắm được mà, nắm được cho biết về. Có dễ hiểu hay không? Alo. Rồi, xa lắm ha. Quá hay, quá đẹp ha. Rồi bây giờ biết không nhất định, giờ tới phần biết không nhất định có 31 tâm. Biết không nhất định có 31 tâm. Tám thiện dục giới tịnh hảo. Tám duy tác dục giới tịnh hảo. Mười hai tâm bất thiện. Kháng y môn. Rồi, hai tâm thông. Rồi cuối cùng hai tâm thông. Rồi như vậy 31 loại tâm này
là tám tâm thiện dục giới, tám di tác dục giới, 12 tâm bất thiện kháng y môn và 2 tâm thông. Biết cảnh ngoại thời không có nhất định, tức là nó biết cảnh ngoại thời, ngoài ra nó còn biết được những cảnh khác, như nó biết được cảnh dục giới, nó biết được cảnh hữu vi, nó biết được cảnh vô vi, và nó biết được cảnh chế định luôn. Thì chính vì lý do đó, những loại tâm này được xếp vào nhóm là không nhất định, tức là biết cảnh ngoại thời không nhất định. Chẳng hạn như tám tâm thiện dục giới, tám thiện dục giới này thì biết cảnh dục giới. Biết không quý vị? Tám cái thiện giới biết cảnh dục giới không? Biết cảnh dục giới hay không? Biết không? Ok, rồi. Nó biết cảnh hữu vi không? Biết luôn, rồi nó biết cảnh chế định không? Nó biết chế định được không? Biết luôn chế định. Thì ra như vậy, những tám cái thiện dục giới này nó vừa biết cảnh ngoại thời, tức là nó biết chế định cũng có, nó biết dục giới cũng có, nó biết hữu vi pháp cũng có luôn, nó biết luôn. Rồi tám di tác cũng vậy, tám di tác dục giới nó cũng biết dục giới, biết hữu vi, biết chế định, biết luôn cả vô vi, nó bàn luôn, tám di tác là biết luôn đó. Rồi 12 tâm bất thiện, thì giờ chúng ta lấy 12 tâm bất thiện nè. 12 tâm bất thiện này biết cảnh dục giới không? 12 tâm bất thiện biết không? Biết luôn ha. Rồi biết cảnh hữu vi, nó biết hữu vi pháp không? Biết luôn ha. Rồi biết chế định không? Biết chế định không? Rồi, tức là nó biết luôn. Nói chung là nó biết nhiều thứ, nhiều loại. Chẳng những nó biết ngoại thời mà nó còn biết nhiều cái cảnh khác nhau. Cho nên những cái loại tâm mà chúng ta được trình bày là 31 tâm này nè. 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới tình hảo, 12 tâm bất thiện. Rồi kháng ý môn là đương nhiên là nó vừa biết cảnh dục giới mà nó vừa biết cảnh hữu vi, nó biết cảnh vô vi, nó biết cảnh chế định. Và 2 tâm thông thì biết đủ thứ. Thì như vậy không nhất định cho chúng ta biết được rằng là 31 loại tâm vừa biết cảnh ngoại thời, ngoài ra nó còn biết những cảnh khác nữa. Cho nên được gọi là biết cảnh ngoại thời không nhất định. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được hiểu rõ ràng như vậy ha. Rồi như vậy tổng cộng biết cảnh ngoại thời nhất định và không nhất định, chúng ta có được là 92 tâm và 61 tâm nhất định và 31 tâm không nhất định. Tổng cộng chúng ta có 92 tâm. Đúng chưa quý vị? Rồi. Tổng số thì chúng ta có được 92 tâm biết cảnh ngoại thời. Mình nói thấy nhiều ha, thấy tùm lum ha, mà thực sự nó cũng không có gì ha, cũng có từng nhóm như là biết cái này biết kia thôi. Tổng cộng 92 tâm. Rồi, đúng ha. Đó là chúng ta đã học xong cái phần là cảnh ngoại thời. Quý vị nắm được cho quý vị, cho xin cái bông đi, mỗi quý vị cho cái bông đi. Rồi, xa hữu ha. Nắm được pháp ha. Rồi bây giờ tới số 19. Chúng ta vô phần số 19. Cảnh nội phần. Cảnh nội phần là chữ này. Cảnh nội phần Acattaramana. Acattaramana. Cảnh nội phần.
đó là cảnh mà nó thuộc về bên trong nội thân của mình, thuộc về bên phần bên nội thân thì được gọi là cảnh nội thân, tức là những cái gì mà bên thuộc về trong thân của mình thì được gọi là nội phần, còn cái bên ngoài thì gọi là ngoại phần. Thì bây giờ là cảnh nội phần rồi chi pháp hai chấm tâm, tâm sở và sắc nội thân, tâm sở sắc nội thân. Rồi, tức là ở đây lấy hết tâm sở và sắc của mỗi tự thân của mình ha. Thân mình thì gồm có tâm có, này tâm sở có, sắc pháp có đầy đủ. Thì như vậy chi pháp nó gồm hết tất cả những cái tâm sở và sắc bên trong nội phần của mình. Rồi biết nhất định hai chấm có sáu tâm. Biết nhất định có sáu tâm. Biết nhất định có sáu tâm là ba thức vô biên xứ, ba thức vô biên xứ. Ba phi tưởng phi tưởng xứ, ba phi tưởng phi tưởng xứ. Rồi như vậy ở đây cảnh nội phần là cho chúng ta biết nhất định và có sáu tâm, ba thức vô biên xứ và ba phi tưởng phi tưởng xứ. Thì ba thức vô biên xứ này nó bắt lấy đối tượng là cái gì quý vị? Không vô biên xứ xà thủ thì như vậy ba thức vô biên xứ này nó bắt lại cái trạng thái tâm không vô biên xứ, tức là nó bắt ngay cái tâm thiền của chính nó, bắt cái tâm thiền của chính mình. Thì như vậy được gọi là nó bắt cảnh nội phần nhất định, đối tượng của nó nhất định là cảnh nội phần, là nó bắt ngay cái tâm thiền không vô biên xứ. Rồi ba phi tưởng phi tưởng xứ cũng vậy, nó bắt cái tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng. Thì như vậy chính nó biết của chính cái tâm của chính nó là chính đắc. Thì như vậy sáu cái tâm này, ba thức vô biên xứ và ba phi tưởng xứ, biết cảnh nội phần nhất định, bởi vì đó là những cái tâm thiền của chính tự thân của mình. Thì như vậy là biết thiền của chính mình, biết tâm thiền của chính mình, được gọi là biết nhất định về cảnh nội phần. Được chưa? Rồi đúng rồi ha, đó là biết nhất định có sáu tâm là ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng phi tưởng xứ, biết tâm thiền của chính mình. Thì như vậy là biết cảnh nội phần nhất định, ngoài ra nó không biết gì khác ngoài cái đó là nó biết duy nhất có cái đối tượng đó thôi. Rồi bây giờ biết không nhất định nè, giờ tới không nhất định có 56 tâm, không nhất định có 56 tâm. Không nhất định có 56 tâm. 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. 54 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. Rồi, như vậy 56 tâm này nè, nó biết cảnh nội phần nhưng mà nó biết không nhất định. Bởi vì sao? Bởi vì 54 tâm dục giới này đó, nó biết nội phần cũng có và nó biết những cảnh bên ngoài cũng có luôn, là nó biết nội nó biết ngoại, nó biết cả hai bên dòng họ nội ngoại hết.
Cho nên chính vì như vậy 54 tâm dục giới này biết cảnh nội phân không nhất định, và hai tâm thông cũng vậy. Hai tâm thông thì mình khỏi nói ha, biết nội biết ngoại, biết xa biết gần, biết vi tế biết thô, biết đủ thứ. Thì như vậy 56 tâm này là 54 tâm dục giới và hai tâm thông biết cảnh nội phần không nhất định, bởi vì nó chẳng những biết nội phần mà nó biết cả ngoại phần luôn. Cho nên đó là lý do tại sao được gọi là biết không nhất định. Rồi tổng cộng thì chúng ta có 62 tâm, là 6 tâm nhất định và 56 tâm không nhất định. Tổng cộng có 62 tâm. Nắm được quý vị, hiểu hiểu được cái lý rồi ha, nắm được cái lý ha. Nắm được quý vị ơi, nắm được lý chưa, lý pháp chưa? Rồi, ok, ủa đâu tổng cộng chưa, tổng cộng có 62. Tổng cộng có 62. Ngũ xung tức nữa, biết nó biết nhãn, nó biết thần kinh nhãn không? Nhãn thức biết thần kinh nhãn không? Biết nội phận là một. Biết nội phận, rồi nó biết cảnh sắc không? Biết cảnh sắc không? Biết luôn, thì nó là nội ngoại đó. Biết luôn, không biết. Biết luôn, sắc ngoại luôn. Nó biết sắc nội, sắc ngoại, nó biết hết. Nó biết chứ mình không biết. Tại vì lẹ quá, mình không biết. Nhanh quá, mình không biết đường mình đỡ. Cái tự tâm nó biết ha. Cái biết cảnh sắc nội ngoại. Rồi chưa, cái tổng số có chưa ta? Tổng số... 62 có rồi ha, ok rồi ha, đó là cảnh nội là mình có ha. Rồi bây giờ nắm được hết ha, nắm được chưa, có thắc mắc gì đâu. 54 tâm dục giới có đủ ha, 54 tâm dục giới là biết hết nội phần và ngoại phần luôn. Rồi bây giờ mình đi thêm một cái nữa là số 20, cảnh ngoại phần. Hôm nay chắc mình học hết được cái phần này đó, hết là xong bài cảnh luôn ha, xong bài 21 cảnh. 20 là cảnh ngoại phần. Bahitha Ramana, cảnh ngoại phần. Rồi, cảnh ngoại phần đây tức là nói đến cái cảnh mà nó ngoài cái thân mình, tức là ngoài cái thân mình đang có nè, thì những cái gì mà nó ngoài thân mình thì được gọi là cảnh ngoại phần. Đó là ý nghĩa sơ thì ha. Rồi bây giờ chi pháp, hai chấm, tâm sở, sắc ngoại thân. Tâm sở, sắc ngoại thân. Ok, và gì đó tâm sở sắc ngoại thân thì từ cho quý vị chép ha. Chưa, chép xong chưa quý vị ơi? Alo. Tâm sở sắc ngoại thân, tức là phía bên ngoài ha. Xong chưa quý vị, chép xong chưa? Rồi, như vậy cho chúng ta biết cảnh ngoại phần là gồm có tâm,
công sở và sắc pháp thuộc ngoại thân của mình, những gì nó ngoài cái thân của mình, đó là được gọi là cảnh ngoại phần, mahitta ramana ha. Rồi biết nhất định, hai chấm, có 61 tâm. Biết nhất định có 61 tâm. Mười lăm tâm sắc giới, ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ, bốn mươi siêu thế. Được chưa? Rồi, chết kịp chưa quý vị? Alo. Rồi, bây giờ chúng ta nói từ phần ha, tức là giờ 15 tâm sắc giới nè. Tại sao được gọi là biết cảnh ngoại phần nhất định? 15 tâm sắc giới này, đối tượng của nó để nó biết là nó thuộc về chế định pháp. À, cho nên 15 tâm sắc giới này bắt cảnh ngoại phần một cách nhất định. À, đối tượng nó là chế định thì không có thuộc trong nội phần. À, nó thuộc về ngoại phần, cho nên đó là 10 tâm tâm sắc giới là bắt đối tượng là ngoại phần và nhất định. À, đó là thứ nhất. Rồi ba không vô biên xứ, bắt lấy đối tượng cũng thuộc về tục đế luôn, về là chế định của cái quan tướng, rồi nó bắt lấy cái đó để nó làm đối tượng, thì như vậy nó cũng thuộc về chế định pháp. Ba không vô biên xứ này, đối tượng cũng là chế định pháp, cho nên được xếp vào nhóm biết thuộc về ngoại thân. Và ba vô xứ cũng vậy, ba vô xứ cũng bắt chế định pháp của cái không biên xứ này, hoặc là bắt chế định pháp của cái thức của biên xứ bị diệt mất, rồi nghĩ ra chế định đặt lên đó để mà tụ tập thì nó thuộc về ngoại thân luôn. Thì như vậy 15 tâm sắc giới, ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ, biết chế định cho nên thuộc ngoại thân. Cho nên chúng ta biết là nó là những cái loại tâm này, nó biết cảnh chế định cho nên nó thuộc về ngoại thân, chế định không thể nào là trong thân của người mình hết. Thì như vậy là 15 tâm sắc giới, ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ, biết cảnh chế định nên thuộc về ngoại thân, nên biết nhất định thuộc ngoại thân. Rồi, nắm được chưa quý vị? Rồi, tới 40 siêu thế. Tại sao 40 siêu thế này biết cảnh ngoại phần mà nhất định? Bởi vì nó biết Niết Bàn, cho nên Niết Bàn thì không có ở trong thân của mình. Nên Niết Bàn là thuộc về ngoại thân, mà nếu ngoại cũng đúng, mà nội cũng đúng luôn. Niết Bàn là một cái trạng thái. Mà nếu mình nói ngoại thì nó cũng, mình nói cho nó có thôi, nhưng mà nói trong thì nó cũng trật, mà nói ngoài nó cũng trật. Cho nên Niết Bàn không thể mình xác định được nó là nội hay ngoại, nội phần hay ngoại phần, nội thân hay ngoại thân. Nó khó mà nó không nội không ngoại, nó thuộc về nó siêu rồi ha, trạng thái này siêu, nhưng mà trong thân mình là chắc chắn là không có. Trong thân mình là tùy bàn thì chắc chắn là không có. Cho nên như vậy là 40 siêu thế này cũng biết nhất định thuộc về cảnh ngoại phần. Rồi giờ tới biết không nhất định, biết không nhất định có 56 tâm. Có 56 tâm. Biết không nhất định có 56 tâm. Năm mươi bốn tâm dục giới, cộng
cộng 2 tâm thông. 54 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. Rồi, cái này thì chúng ta cũng dễ hiểu ha. 54 tâm dục giới thì nó biết nội phần cũng có, mà nó biết ngoại phần cũng có. Nó biết như nãy chúng ta đã biết rồi đó, 2 tâm thông cũng vậy. Thì cả hai cái này nó đều biết nội ngoại tùm lum hết ha. Thật ra nó là biết không nhất định, nó biết cảnh ngoại phần không nhất định. À, đó là dễ hiểu ha. Rồi. Rồi, tổng cộng chúng ta có 117 tâm. Tổng cộng có 117 tâm. Tám mốt chia 56 là 117 đúng không? 117 tâm. Rồi, giờ ghi cái phụ chú. Phụ chú. Niết bàn nương theo đặc tướng có ba loại, hai chấm. Niết bàn nương theo đặc tướng có ba loại, hai chấm. Niết bàn nương theo đặc tướng có ba loại, hai chấm. Rồi. Quý vị thấy được không ạ? Alo. Đọc được không quý vị? Một là vô tướng niết bàn. Anicca niết bàn á. À, vô tướng niết bàn tức là người thực hành pháp quán vô thường của danh sắc đắc đạo quả, gọi là vô thường nên không có thật tướng. Rồi, đó là cái thứ nhất là do lấy cái vô tướng niết bàn làm đối tượng. Thứ hai là vô nguyện niết bàn. Abhanihita niết bàn á là người thực hành pháp quán tướng về khổ của danh sắc và chứng đắc được đạo quả. Khổ nên không có cái sự nguyện, cho nên được loại khổ không khổ nên vô nguyện, thì được gọi là vô nguyện niết bàn. Vô tướng là không có tướng, tức là nó không có thật tướng, là vô thường, sanh diệt thay đổi, nó không có thật tướng, thì được gọi là vô tướng niết bàn. Vô nguyện niết bàn là sự khổ không ai mà nguyện được khổ, cho nên được gọi là vô nguyện niết bàn. Tu mà nguyện để được khổ này là tu tà pháp không? À, cho nên đó là như vậy. Rồi, không tánh niết bàn. Sun nhất tánh niết bàn đó. Không tánh niết bàn là người thực hành cái pháp quán vô ngã của danh sắc chứng đắc đạo quả. Vô ngã tức là không có tánh, tức là không tánh niết bàn. Vô ngã thì không có cái thực thể, không có cái chân tánh, không có cái tánh thật sự đó. À, không có cái ngã, không có cái ta. Thì được gọi là không tánh niết bàn. Yeah. Rồi ba cái đặc tướng này do thực hành pháp quán, tức là đây tôi cho mình biết là do thực hành pháp quán nương nơi danh sắc mà có, xuyên qua đặc tướng, xuyên qua được ba cái đặc tướng này niết bàn mới hiển lộ. Như niết bàn chỉ có một, do nương qua từ ba cái đặc tướng này, vô thường, vô nguyện và không tánh. À, chứng đắc được đạo quả nương qua danh sắc mới có. À, thì như vậy niết bàn chỉ có một do nương qua ba vấn đề này. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng tương tự như thế, tương tự như thế. Chưa hả? Rồi chưa, đây. Copy xuống luôn cho lẹ. Từ. Đó, hỏi đọc luôn. Tương tự như thế với pháp chế định, tức là chế định pháp á, tục đế chế định pháp á, tức là do nương theo danh sắc
nơi thân mới đặt tên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nghĩa là, và do nương theo vật thể bên ngoài, tức là phía bên ngoài đặt tên, à, như là đất, núi, nước, sông rồi này kia nọ vân vân, thì do như vậy thì cũng tương tự như vậy, pháp chế định cũng nương nơi nơi danh sách mà đặt ra những cái tên như vậy, à, cho nên chúng ta có được những cái chế định pháp được hiển thị. Được chưa? Đặt tên, sorry, chữ đặt tên nó mất cái dấu ngã này. Rồi, như vậy cảnh ngoại thời cho chúng ta biết là vô về Niết Bàn thì nó có ba cái tướng: vô tướng, vô nguyện, không tánh. Về tục đế, về chế định cũng vậy, nó cũng nương nơi danh sắc này mà đặt ra những cái bên ngoài như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cảnh này kia nọ, sông, núi, nhà, cửa, ruộng, vườn, vân vân, thì cũng do nương theo vật thể bên ngoài mà đặt. Cho nên cảnh chế định và cảnh Niết Bàn này là mắt cảnh thuộc về ngoài thôi. Rồi, cái cảnh sau chứ có gì? Rồi, cảnh cuối cùng là cảnh nội ngoại phần. Số 21, cảnh nội ngoại phần. Chưa? 21, cảnh nội ngoại phần. Achat tabahit tharamana. Achat Tabahittharamana, cảnh nội ngoại phần. Rồi, từ từ chép đi, tới đây thì mình gặp bớt ha. Alo, cảnh nội ngoại phần, chi pháp hai chấm, chi pháp chấm. Tâm, tâm sở, sắc, nội ngoại gom lại mà có. Tâm, tâm sở, sắc, nội cộng ngoại gom lại mà có. Xong chưa? Alo. Rồi, cái cảnh mà nội ngoại phần này đó có gì? Tức là ta gom hai cái lại để người ta đặt ra một, nói lên một cái pháp đó, chứ thực sự nó không có. Rồi, cảnh nội ngoại phần tức là tâm, tâm sở, sắc mà nội ngoại luôn cả hai. Chẳng hạn như giờ mình nói con mắt, như mắt mình đó, phần kinh nhãn đó là nội phần, mà chạm với cảnh sắc bên ngoài là ngoại phần. Mắt nội là ngoại. Rồi nó phát sinh ra nhãn xúc thì nhãn xúc là nội phần, còn những cái kia là ngoại phần, thì như vậy là nội là do có hai cái kia cộng gom lại mình nói, thì như nhãn thức là nội phần, mà cảnh bên bên ngoài là ngoại phần, vân vân vậy đó, thì chúng ta biết là như vậy không?
Được chưa? Con mắt là ngoại phần, chạm với cảnh sắc bên ngoài là ngoại phần. Hai cái gom lại thì mình kêu là nội ngoại phần vậy đó. À. Rồi, nhất định, hai chấm. Nhất định, hai chấm. Không có. Nhất định, hai chấm. Không có. Nhất định hai chấm mà không có. Rồi, bởi vì là cảnh nội ngoại phần á, là người ta gom lại để mình nói. Chứ thực sự nó không cảnh nào kêu là cảnh nội cảnh ngoại hết á. À, do gom hai cái này lại thì kêu là cảnh nội cảnh ngoại. Nội phần ngoại phần chứ không có cái thật của nó. À, cho nên nhất định biết cảnh nội phần ngoại phần là không có. Rồi, không nhất định, hai chấm, có 56 tâm. Không nhất định, 56 tâm. Không nhất định, có 56 tâm. Là 54 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. 14 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. Rồi, như vậy 54 tâm dục giới này là nó biết đủ thứ ha. Nó biết nội phần có, nó biết ngoại phần có, nó biết dục giới, nó biết tùm lum cảnh ha. 2 tâm thông cũng vậy. Thì như vậy nó biết cảnh nội ngoại phần là không nhất định. Thì chúng ta có được 56 tâm. Thì tổng cộng có 56 tâm. À, như vậy là chúng ta đã dứt điểm được cái bài về cảnh, 21 cảnh. Mình học ở đây là đã xong 21 cảnh. Là một cái bài rất là cực kỳ là nhức đầu, rất khó hiểu. Nhưng mà khi chúng ta đi qua được những cái cảnh đầu tiên, mình vượt qua được khoảng tới cảnh thứ 10, thứ mấy là mình hiểu được rồi. À, thì tới những cảnh sau này mình cũng nắm được dễ dàng, không có gì khó. À, thì như vậy hôm nay là chúng ta đã hoàn tất được cái đoạn cái cầu này nó cái khó khăn ha, mình vượt qua được. À, chúng ta đã thoát qua được 21 cảnh. Và quý vị nên chịu khó đọc đi đọc lại ha, bởi vì cái này mình bỏ cái mình quên à. Bỏ cái mình quên mà mình cũng không hiểu luôn. Cần phải có sự nhập tâm, có sự thấm để mình hiểu được các pháp rõ ràng. Rồi quý vị nắm được hết không? Alo. Nắm hết không quý vị ơi? Alo, alo. À, thành tạo. À, như vậy là nắm được pháp vậy rồi là quá dữ rồi. Ai nấy mà xém, mém đắc tu đồ quần. Chút xíu nữa đắc tu đồ quần, phải ra. Cầu mong cho mình học pháp nghe giảng nghe đắc bụp 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 nghe quý vị phải ra coi như là bốn đường ác đạo là mình đóng cửa là luôn ha. Biển luôn ha. Biển luôn bốn đường ác đạo luôn xanh lên trời làm trời thôi làm trời với người thôi chứ mấy cái đường kia là miễn ha. Cầu mong như vậy ha. Cầu mong cho tất cả chúng ta đã có duyên lành đến với giáo pháp rồi cầu mong sao cho cái phước báo nào trong quá khứ tới ùa ạt cái tới để cho chúng ta chặn cái bốn cái đường khổ đó. Bởi vì nghĩ tới cái đó thì cũng ớn lạnh, cái gì nghĩ tới cái con đường sanh xuống vào súc sanh ngạ quỷ A-tu-la địa ngục, sao chúng ta nghĩ tới thấy mình ngán quá, ngán ngẩm cái đó quá mà không biết làm sao để mà mình chặn được liền trong kiếp sống này thì quá thật cũng khó. Cái này phải tùy thuộc qua la mật chúng ta rất là nhiều. À, nhưng mà thôi mình cũng cầu nguyện, mình nguyện cho tất cả những phước báo mình trong quá khứ ùa về, phải chặn đứng là những cái nghiệp xấu trong quá khứ của mình. À, nó làm cho vô hiệu nghiệp luôn, những nghiệp xấu của mình nó bị do những cái phước mà mình có được do mình học được vi diệu pháp nè, phước báo lớn này như vậy, nguyện cho nó chặn được những cái ác nghiệp mà trở thành vô hiệu nghiệp mà chúng ta khỏe ra ha, là bốn đường ác đạo chúng ta chấm dứt. Rồi hôm nay chúng ta đã được hoàn mãn xong bài 21 cảnh. À, một cách rất là tốt đẹp.
là do phước báo này nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sắc lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Ca Giá. Rồi xin mời MC Glock. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Ca Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh Miranda đã dẫn cho chúng con tới đây là hết được cái phần lớn nhất là cái phần 21 cảnh. Và bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, con thấy sư Nguyên Thông không còn ở trong room nữa. Dạ, con thấy sư rồi. Dạ, dạ, dạ sư, con xin nhân bích lại cho sư ạ. Sapangalang ratkang tu sapadevata sababhuta nufave nisada soti favantu te favatu sapamangalang ratkang tu sapadevata sabadhamma nufave nisada soti favantu te favatu sapamangalang ratkang tu sapadevata sabasankha nufave nisada soti và bằng tu tê tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti huy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình. Ta tham ma da ne na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng da lê. Thế ra cha man cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha y sa ra sam pa na phu ta su khi ta pa văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tinh cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mô tham man tha ra cha phung ga la sang ko ho tu sa mắc vô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sang tham mô. Sam bê bi tham ma cha ri no vô thân sam pa bu ne ya ma tham ma ri yam ba vô đệ tê. Hi đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Hi đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Y đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai và cũng là ngày thứ ba ở bên Việt Nam. Đây là sẽ là tuần cuối cùng mà chúng ta
được học với chư tăng sau khi một tháng nữa là sẽ tới một tháng dài dân y Ca Thí Na ở bên Việt Nam, và chư tăng sẽ xin nghỉ một tháng với đạo tràng. Và lúc đó thì hai lớp học của Nguyên Như Kỳ Viên về vi diệu pháp vẫn còn mở. Dạ, Nguyên Như xin kính xin thầy kinh, nếu mà thầy có giờ rảnh rỗi, thầy có thể vào giảng cho tụi con những cái buổi mà trống vắng của chư tăng. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh trước ạ. Dạ, Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa chị Kim Nhung, Nguyên Như có xin nghỉ mà thầy không có cho nghỉ. Thầy nói nếu mà một tháng mà nghỉ là quên tuốt tuần tuột hết, không có được nghỉ chị ơi. Em có xin rồi đó mà. Ồ, thầy ơi, chị Kim Nhung đi xin. Thôi chị cầm mic xin với thầy đi chị Nhung chứ em. Ồ, thầy Kinh cho nghỉ luôn hả? Như vậy thì... một vị giảng sư cuối cùng trong lớp đã cho nghỉ rồi. Vậy Nguyên Như xin thỉnh ý của sư Thanh Tâm. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm, sư là vị chủ room. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ cả nhà ơi, hình như là sư Thanh Tâm không có ở trước mic mà sư Thanh Tâm mất tiêu luôn rồi. Như vậy để Nguyên Như sẽ thỉnh ý của sư Thanh Tâm. Như vậy là tuần sau sư sẽ có quyết định nha cả nhà. Nếu mà sư không có chịu cho nghỉ thì 6 ngày đó để cho sư Thanh Tâm giảng nha cả nhà. Thôi mình nhất trí. Tuần sau chưa có nghỉ nha bé Châu. Tuần sau là... chỉ là một cái tuần cuối, tức là bắt đầu tháng 1 tây tháng 11 mới là cái ngày dân y. Tuần sau nghỉ hả thầy? Sao nghe thấy thích quá vậy nè. Nếu như vậy là thứ sáu thầy nghỉ. Ồ, tuần sau em đi dự lễ, bắt đầu dự lễ rồi hả em? Ok, nếu như vậy thì Nguyên Như không có ở đây. Trời ơi, thấy chị Kim Nhung cười hoan hỷ quá. Nguyên Như sẽ thỉnh thỉnh ý lại với sư Thanh Tâm. Nếu mà giảng thì sư Pháp Thanh với sư Pháp Tính vẫn còn giảng, rồi tới ngày thứ sáu là sẽ nghỉ cho hết một tháng luôn nha cả nhà. Có gì Nguyên Như sẽ đăng Facebook lại để nhắc cả nhà vào học lại ha. Dạ sa thú sa thú. Ngủ ngon, còn chúc mọi người ở bên Việt Nam sáu thời đều an lành. Dạ Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị.
Thank you.